Xin chào các bạn. Video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mình có thể cho người khác một cái camera hoặc là mình muốn xóa thiết bị đi chẳng hạn. Thì đầu tiên mà nếu mà mình muốn lấy cái camera này của mình đi cho người khác ấy, thì trước hết là mình phải xóa cái camera này của thiết bị mình đi đã. Chứ không là mình cho thì người ta cũng không dùng được. Thì để xóa nó đi thế nào thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn. Đây mình đang có hai camera đây. Thì mình sẽ xóa một con C3 V kép này đi để mình có thể cho người khác. Thì mình sẽ vào phần cài đặt đấy, bạn có thể thấy ấn nút cài đặt xong mình kéo xuống dưới, ở dưới nó có chữ xóa thiết bị đấy, mình sẽ ấn vào nút xóa thiết bị đấy. Bạn có muốn xóa các đoạn video được lưu thì trước hết thì mình nếu mà mình xóa thiết bị đi thì mình cũng nên xóa những cái đoạn video đã lưu trong lịch sử của mình đi để cho người khác không xem được chẳng hạn. Thì mình sẽ ấn tích hết, xóa hết, ấn ok. Ok, vậy là mình đã xóa xong được cái camera đi và mình có thể cho người khác hoàn toàn yên tâm và người khác có thể sử dụng. Ok, xin chào các bạn.